nhà bà ra lấy cho tôi cái miếng ba chỉ này này, cầm cho tôi đi. Sao lại thế này nhỉ? Bình thường ba cái miếng ba chỉ này phải được 2 cân đến 2 cân rưỡi mà sao hôm nay lại được có một nửa thế này nhỉ? Ôi giời, cân nhanh lên cho tôi còn đi, tôi còn có việc đấy. Sai sai thế nào ấy. Xem nào. Đây rồi cô ơi. Cái cần nó bị lệch cho nên là nó sai. Đây tôi chỉnh lại nhá. Đấy. Đúng rồi đấy cô ạ. Đấy. Đúng rồi. Miếng thịt này bây giờ là 2 cân tổng tiền là 260. Nhưng mà thôi rồi, tôi lấy cô 250 cho nó tròn, bớt hẳn cho cô 10.000. Bực thế nhỉ? Bà già khôn lỏi này biết được trò của mình rồi. Cày thế cơ chứ. Này. Sao bà bán đắt thế? Ở chỗ khác à, tôi mua 100.000 cân thôi. Thế bây giờ bà có bán không? Ôi, 100 là từ đời nào rồi ấy chứ. Tôi bán ở đây là rẻ nhất cái chợ này rồi đấy. 200.000 2 cân, không thì thôi. Không được đâu cô ơi. Thôi, cô đi chỗ khác mà mua. Chứ ở đây tôi không bán giá đi đâu. Này, sao bà bán hàng của bà chảnh chọe thế? Bà đuổi ai đi đấy? Cái cô này buồn cười thật ấy nhở. Thuận mua vừa bán, không mua được ở đây thì cô đi chỗ khác mà mua. Chứ cô giả tôi cái giá thủ đáy như thế thì làm sao mà tôi bán được. Bán giá đấy cho cô, có mà tôi bán cả cái sạp đấy đi cũng không lỗ nổi. Thôi, cô đi chỗ khác mà mua. Bà nhớ mặt tôi đấy nhá. Bà tưởng mỗi mình bà bán thịt à? Không mua chỗ bà ấy, tôi mua chỗ khác. Làm chuyện. Thôi, đi đi, tao không bán cho mày đâu. Hết hàng rồi. Tôi chuyển khoản rồi đấy. Đi nhanh lên, tôi nghĩ tôi nhìn thấy. Nhiều anh làm gì trông mặt căng thẳng đấy. Anh đến rồi đấy ạ. Cho anh hả? Uầy. Anh có biết không? Hôm nay nhá, em muốn nấu cho anh một bữa cơm thật ngon. Thế mà đi ra chợ à, người ta cứ bán cho em mấy cái hàng gì đâu ấy. Đã tốn công rồi còn rước bực vào người. Em phải nấu đi nấu lại tận 2 lần mới xong đấy. Thương thế á? Nhưng mà thôi, lần sau không phải kế công thế đâu. Anh ăn uống thế nào chả được. Nhưng mà em làm được mà. Thì tại hôm nay đi ra ngoài chợ ấy, thấy mấy cô bán ế ngồi ở đấy, em thấy cũng thương ấy. Người ta cũng vì mưu sinh cả thôi. Thế mà họ lại chơi đều em, bán cho em một đống thịt yêu. Đúng là người yêu anh tốt thật đấy. Nhưng mà thôi, lần sau không phải tổn công gì đâu nhá. Bây giờ hãy đưa mình ăn. Này, bán cho tôi miếng thịt này đi. Nhanh lên. Sao nghe cái giọng này quen quen ấy nhỉ? Hóa ra là cái cô phải vía này à. Này, cô đi chỗ khác mà mua nhá. Tôi không bán hàng cho cô đâu. Cô hay bán thịt lợn thôi mà chạy chọe đấy. Cân cho tôi cái miếng thịt nhỏ nhỏ này đi. Tôi không thích bán cho cô đây. Cô đi chỗ khác đi, tôi không muốn tiếp cô. Này, bà có biết tôi là ai không? Hả? Có biết người yêu của tôi làm to như thế nào không? Bà ấy cũng chỉ là bà bán thịt lợn mà thôi. Cả đời dính với cái sạp này không khá lên được đâu. Này, tôi nói cho cô biết nhé. Nhìn cô thì cũng xinh đẹp sang chảnh đấy. Nhưng mà giá trị của cô ấy không bằng cái miếng thịt lợn ở trên bàn này của tôi đâu. Nhà nào mà rước được cô về làm dâu ấy đúng là vô phúc. Tưởng mình á, cái tiểu thư thích làm gì thì làm à. Này, bà đừng tưởng bà hơn tuổi tôi mà bà thích nói gì thì nói nhá. Bà có tin là tôi cho bà một trận không? Tôi thách cô đấy. Cô mà động đến một cọc tóc của tôi nhá thì cả cái chợ này người ta sẽ úp sọt lên mặt cô tối tăm mặt mũi luôn đấy. Được con ạ. Được. Vậy thì tôi sẽ loan tin cho tất cả mọi người biết là bà bán thịt thôi, thịt thiêu để không ai mua thịt của bà nữa nhá. Ui, làm sao thế này? Ai bắt nạt em? Thì em ra phản ánh về việc thịt bị ôi thiêu ấy. Bà ấy không chịu nghe, lại còn rủ người ra đấy hội đồng em nữa chứ. Có cái chuyện con đồ như thế á?
Em dẫn anh ra đấy, anh phải bắt bằng được cái người lên phường. Đi. Thôi anh ạ, mình chấp gì mấy cái loại trợ búa như thế. Em nghĩ là ai làm việc ác anh sẽ bị quả báo thôi. Không thôi được, anh là anh chúa ghét cái kiểu người báo hạng như khác như thế. Hơn nữa em là người đúng ấy, thì không có gì phải sợ. Đi thôi anh. Thôi, em đã bảo không cần mà. Anh đã bảo là không phải sợ, nghe lời anh, đi theo anh. Anh đã bảo là không phải sợ mà, đi. Dẫn anh đi. Anh ơi, là bà bán thịt lợn này này. Em phát hiện là bà ấy bán thịt ôi thiêu nhá. Thế mà bà ấy không chịu, lại còn dọa em nữa. Cả mấy cái người kia kìa, người ta còn ném rau vào người em đấy. Em có chắc là mình đang nói sự thật không? Em chắc ạ. Anh nói cho em biết nhá, đây là mẹ của anh đấy. 20 năm nay, mẹ anh chưa bao giờ bán một cái loại thịt nào đến ngày thứ hai cả. Thế mà bây giờ em bảo mẹ anh bán thịt ôi thiêu là như thế nào Tâm? Bà già này là mẹ của anh á? Đúng. Nhưng mà anh là CEO nghìn tỷ mà, sao lại để mẹ bán thịt ở đây ạ? Thì đã làm sao? Mẹ làm gì là việc của mẹ, con làm gì là việc của con. Tôi bán thịt lợn gần đến 50, con tôi ăn học, giờ nó thành người, nó trưởng thành, nó thành tỷ phú. Nhưng mà tôi vẫn yêu thích cái nghề này. Làm ăn chân chính thì sai ở cái gì nào? Đây, bây giờ em đổ cho mẹ anh bán thịt thiêu là như thế nào Tâm? Là sao hả? Là bởi vì cô bé này muốn giam lần đấy, muốn mua thịt giá rẻ. Tiền ít nhưng mà muốn hít đô la, nên là chỉnh cân của mẹ. Đến khi mẹ phát hiện ra mẹ không bán nữa thì cô đi giảm giá, không mua được thì cô ấy quay ra là ăn vạ. Đúng là ôm hận để trả thù mà. Vậy đàn bà đâu ra mà hiểm độc như thế cơ chứ. Tôi nói thế có phải không hả các bà các chị? Đúng rồi, phải đấy. Đúng rồi. Anh ơi, mọi chuyện không phải như thế đâu ạ. Bỏ ra đi. Một người nói thì anh còn suy nghĩ. Đây, tất cả mọi người xung quanh đều nói như thế thì chắc chắn em có vấn đề rồi đấy. Em phải xem lại bản thân của mình đi. Mẹ nuôi con ăn học bao nhiêu năm nay thành người, mà bây giờ con đi quen cái loại gái như thế này à? Mẹ quá thất vọng về con đấy. Mẹ, cháu biết là cháu sai rồi, bác cả lỗi cho cháu nhá. Thôi, tôi không dám nhận lời xin lỗi của cô. Nhưng mà tôi thông báo cho cô một tin nhá. Cửa làm dâu của cô ấy mất lượt rồi. Tôi không bao giờ để cho cô bước chân vào nhà tôi đâu. Bác ơi, cháu biết là cháu sai thật rồi mà, bác tha lỗi cho cháu với ạ. Em thôi đi, hóa ra từ trước đến nay em luôn diễn cái nét ngây thơ với tôi à? Nhưng mà làm gì có đâu, cái loại như em thì ngây thơ cái gì. Từ hôm nay trở đi ấy, chấm dứt đi. Anh ơi, em biết em sai mà, anh tha lỗi cho em nhá. Cô đi đi. Đi. Mẹ, con xin lỗi mẹ nhá. Thế thì đúng là con vai yêu quý của mẹ chứ. Con hành động như thế là đúng lắm. Bao nhiêu năm mẹ bán hàng ở đây, hôm nay mới là gặp cái kiếp 82 này đấy. Giờ mẹ lại phải đốt vía vậy.